chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người đã đến với kênh của Trần Thảo Sukram VN. Và hôm nay thì mọi người nhìn thấy là sau cái khung ngồi đằng sau lưng của mình thì mọi người thấy nó rất là hỗn độn và rất nhiều thứ đúng không ạ? Đây Thảo sẽ quay. Đấy, rất nhiều thứ ạ. À, thực tế thì đây chính là khung cảnh mình đang ngồi bán hàng ở dưới tầng 1 nhà mình. Và hôm nay thì Thảo sẽ chia sẻ cho mọi người cách là stress rất là nhanh, và bằng chính cái chiếc điện thoại rất là đơn giản thôi thì mọi người có thể tự làm cho mình được những cái video rất là hay, rất là thú vị, và tự giải stress, tự giải căng thẳng và làm cho mọi người cảm thấy mọi thứ rất là tuyệt vời và vui. Đó chính là một cái ứng dụng TikTok. Và ngay sau đây thì Thảo sẽ để các cái video của Thảo ở dưới cái video này và mọi người hãy xem và theo dõi. Và nếu mọi người có buồn cười quá thì cũng đừng cười Thảo nhé, vì đây chính là giải stress rất là hay đấy ạ. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Hồi nãy giờ người ta kêu quá trời không ra mở cửa, nãy giờ đứng ngoài đó trai nó cua quá trời luôn. Số điện thoại quá trời luôn mà đâu có dám cho đâu. Sao không dám cho? Mẹ em nghèo lắm, buổi sáng không có cơm ăn nên mẹ em phải đưa em đi. Hôm thì ăn súp vi cá, hôm thì ăn bào ngư để đỡ đói. Ba em nghèo đến nỗi không có tiền mua xe máy, hàng ngày phải có xe hơi. Phải mua ngay cái nọ dầu thoa bóp cho chị bóp cái khớp tay con cái. Tổn thương ngày nào cũng mất đếm tiền. Hôm qua thì 400 triệu, đếm từ 8 giờ đến 10 rưỡi. Khổ thế đi nị. Em mắng ai có xong thì hãy từ bên nát bên nát xem thì